channel của mình là anh Dùn Vlog. Đấy, hôm nay là bọn mình sẽ làm một mâm ốp siêu cay siêu to khổng lồ để ăn mừng kênh của mình và đạt hơn 500 sub. Đây, vừa mới mua được một đống ốc rồi này. Đấy. Thì bây giờ là sẽ để cho mấy con em mình đi rửa ốc, rửa xả, rửa xiếc, ớt ít các kiểu này. Bắt đầu ta chế biến rồi. Ok, bắt đầu chúng ta còn theo dõi à. Đúng rồi. Okay. Một đồi ốc siêu to khổng lồ luôn. Sau khi mình bỏ nước vào đầu nha, rồi mình bỏ thêm gọn này, bật nồi lên tắt đĩa rồi bỏ sa tế thế này, đấy là mình sẽ bỏ lại sa tế vào nha. Đấy, ok anh em, bây giờ là mình chỉ đảo đều lên thôi, giờ đợi nó chín rồi. Luôn.
mình hấp dẫn không? Mời đi, mời đi, gọi mời các em. Các em của anh ơi! Ai? Ra đây ăn cùng anh nào! Ăn mừng với anh nào! Đây. Rồi, chắc bia rồi, cố xuống nào! Bia mình biết cất kiểu lên, anh em mình ăn mừng nào! Vân nữa, ngồi đây Vân! Nhanh lên! Nhanh nào! Thẹn lắm! Chắc nước đi chứ! Đấy, chắc bia cho mấy đứa này, hầu tận mồm nữa này. Em uống mà. Này. Thôi em uống nước ngoài thôi chị bạn. Đẳng cấp bia Thanh Hoa luôn nha. Không có nước ngoài mà uống. Chanh leo đấy, thằng leo tủ đấy. Trời ơi. Ui trời, em chạy ăn. Ăn ra làm nên. Ờ thôi, rồi, ăn đi, chúc mừng. Ngon quá này, ngon quá. Cộng ba lần đi hết mẹ mì, hết mẹ mì, chúc mừng rồi đó. À bây giờ đã đó anh em ăn đi. Mẹ mỡ ốc khó khổ lồ, mọi người mẹ mỡ ức á. Ăn đi. Đến rảnh tối rồi bốn mẹ ấy. Xe để rảnh. Xe để trong kia mấy bát rồi. Ngon không à? Ngon, ngon nhưng mà răng bà nàng đào hồ nàng hết cho mình bà không dám ăn cay. Bờm đâu? Bờm ơi, ý kiến nào? Được không? Được ạ. Ngon không? Trước không? Đỡ tất giải chưa? Châu cái gì thế nào? Ngon rồi. Đấy. Nói chung là bó của mình cũng hấp dẫn đấy. Ngon đấy, hơn ngon đấy thì một tội hơn cay. Bọn đi chắc là ăn được. Rồi, hẹn lại cả lại mọi người video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.